đấu thứ nhất ở nội dung vật tự do nữ. Giải nhì giữa hai đô Nguyễn Thị Hòa của Hải Phòng và Ứng Thị Thơm của Bắc Giang. Mời hai đô. Hai đô này trông không cân đối đấy. Xin đồng hội một tràng pháo tay ạ. Kêu ra ngoài thì ai bảo cháu đi vật nhỉ? Các đô vật nữ của chúng ta là rất xinh đấy. Hiệp 1, bắt đầu. Vâng, thằng sau là phải khống chế được đối phương, 2 điểm 2 liền đấy. Một điểm thằng sau khống chế được đối phương và một điểm quấn, 2 điểm quấn đấy. Nguyễn Thế Hiếu của Tiên Du và Nguyễn Văn Nghĩa của Bắc Giang chuẩn bị. Tối hiện nay là 4 đều. Trọng tài báo kết quả 2 thắng giữa tay. Đấy. À hết giờ nhỉ. Ôi giời ơi. Nhầm mất rồi. Đéo cứ là lúc ấy trọng tài định giữa tay đập thảm rồi thì là hết giờ đấy. Đáng tiếc. Kết quả hiệp 1 là đang là 8 điểm. Cả 2 đô. Ôi tấm hồng nhau à? Đâu à? Và trong cái trường hợp mà 2 đô hết mà vẫn hòa điểm ấy, thì cách phân định thắng thua như thế này là nếu các thang điểm mà bằng nhau, ví dụ như là trường hợp này là 2 đô là đều 8 điểm là có mỗi đô là người thắng. Mời 2 đô tiếp tục thi đấu hiệp 2. Hiệp 2 bắt đầu. Kết quả trận đấu đô đỏ thắng tuyệt đối. Nguyễn Thế Lị trả thắng. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu
Keo vật thứ hai của giải nhì nữ giữa hai đô Nguyễn Thị Hòa của Hải Phòng, áo đỏ đã nhất thắng, gặp đô Thân Cà My của Thanh Hóa. Mời hai đô vào tham gia thi đấu. Ở luật vật tự do quốc tế này là khác hoàn toàn với vật dân tộc. Các quý vị khán giả chúng ta chú ý theo dõi, chậm chậm một chút đã. Điểm thì có điểm 1, điểm 2, điểm 4 và điểm 5. Đấy, tới khi nào là đến điểm thì trọng tài ở kia ở chới dơ điểm, ở trên này dơ phát loa thì khán giả theo dõi chỉ độ 3 keo là nắm được thôi. Thì đến đâu chúng tôi giải thích đến đấy. Hai đô chuẩn bị, hiệp 1 bắt đầu. Xanh 2 điểm, đỏ 2 điểm, không có bị đánh tiếp theo. Tỷ số hiện nay là 2-2. Trận đấu tiếp tục. Xanh 1 điểm. Ở cái lối vật này là đô nào bị bật chân ra khỏi chới hoặc một bộ phận thân thể ra là mất 1 điểm. Đòn đánh cao rơi xuống đưa vào tư thế nguy hiểm là 4 điểm. Đưa đối phương vào tư thế nguy hiểm ở tư thế bò thì được 2 điểm. Và sau khi xuống bò thì không có miếng đánh tiếp theo là phải đứng dậy. Thi đấu đứng, trận đấu tiếp tục. Vì thời gian thi đấu chỉ có 3 phút mà cứ nằm bò mãi thì cũng mới hết giờ cả. Không có điểm, chỉ còn thực hiện sau khi kết thúc động tác thì kẻ ra trước. Đòn này nếu mà trong giờ là được 4 điểm nhé. Kết quả thi đấu là 1 đỏ 10 điểm, xanh 3 điểm. Và ở cái luật vật tự do quốc tế này mà đối phương dẫn trước ấy, vận động viên bị đối phương dẫn trước với tỷ số cách biệt 10-0, mặc dù chưa hết giờ thì cũng thua 10-0 hoặc 11-1, 12-2, 13-3 mà tỷ số rút gọn là chênh 10 điểm là thua luôn đấy. Và có những trường hợp hòa điểm thì xét xử như thế nào thì sau gặp tình huống nào chúng tôi sẽ giải thích. Còn bây giờ giải thích thì khán giả không nghe được, mất thời gian lắm. Ở trong luật vật tự do quốc tế là thi đấu 2 hiệp, mỗi hiệp 3 phút, giữa 2 hiệp nghỉ 30 giây. Hiện nay là đô Vũ Văn Trưởng
là đăng ký giải nhất nam và gặp đôi Tô Đăng Minh, thì chúng tôi sẽ xếp sau. Và trong ngày hôm nay là chúng tôi sẽ giải quyết toàn bộ 3 giải nhất nhì ba ở nội dung nữ và một giải nhì của nội dung vật dân tộc nam. Còn lại là buổi sáng ngày hôm sau sẽ cố gắng hoàn thành 2 giải của giải nhất và giải ba của nội dung nam và giải trai làng và giải trai họ, và vẫn cứ tiếp tục thi đấu liên tục. Thế thì, cố gắng để phục vụ bà con là trên sân không lúc nào trống cả, trận đấu tiếp tục. Các đôi nữ là ở rất xa, chỉ có một em ở Chi Lăng thôi. Thi đấu tích cực. Phạt tự do là các vận động viên phải thi đấu liên tục, có biểu hiện tiêu cực là sẽ bị nhắc nhở và phạt điểm luôn. Đòn đánh đấy đã là trên 10 điểm rồi, nhưng trong từng thế nguy hiểm phải để qua. Đấy. Vì trong sau cái điểm rút gọn nó sẽ cao hơn, trong cái tình huống vừa rồi là đã trên 10 điểm rồi. Nhưng mà ở tư thế nguy hiểm là phải để bắt bao giờ hết tình huống ấy thôi. Và kết quả vận động viên đỏ thắng. Và như vậy là đô đỏ là đã nhị thắng rồi đấy. Các chân cử người vào phá đi. Đô xanh là được thi đấu chỗ giải ba. Nhận đây. Cao vật thứ ba của giải nhì nữ giữa đô Nguyễn Thị Hòa của Hải Phòng đã nhị thắng, gặp đô Thu Thị Xuân. Và ở đây ghi là Nguyễn Thị Xuân là không đúng, đô này là đô Thu Thị Xuân, là con gái ở làng Cứu Hổ đấy ạ. Vâng. Ở làng Trúc Hổ, xã Mô Đào đấy. Hiệp 1 bắt đầu. Thể lực là đô Xuân có phần nhỉnh hơn đấy, xanh 1 điểm. Thank you.
đẩy cố tình đẩy ra ngoài không có điểm nên cổ xanh. Rồi là đỏ 4 điểm tiếp à. Tỷ số hiện nay là 8-5 nghiêng về phía vận động viên đỏ. Và cái đòn 1 điểm vừa ra đẩy ra cố tình đẩy đối phương ra khỏi chới là không có điểm đâu. Phải dùng lực đánh đúng và hai đô phải dính vào nhau thì mới có điểm. Kết quả thi đấu hiệp 1, đỏ 8 điểm, xanh 5 điểm. Trận đấu này là trận thi đấu của Nghiêm Đình Công của Yên Phong và Trần Thế Hiếu của Tiên Du chuẩn bị. Và đề nghị các vận động viên gặp trọng tài Hiền ở phía sau đăng ký đi. Đăng ký tiếp tục các cái trận tiếp theo khảo leo của các đô trong họ và các đô trong xã. Tỷ số hiện nay là đỏ 8 điểm, xanh 13 điểm. Và kết quả lại đỏ thắng. Vâng. Chuẩn bị trao giải. Mời các bộ phận chuẩn bị. Thưa các quý vị đại biểu, thưa các quý vị khán giả. Và trong một cái thời gian thi đấu rất quyết liệt, vô tư, đô Nguyễn Thị Hòa của thành phố Hải Phòng đã toàn thắng ở giải nhì. Và sau đây chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời